Bóp những tướng cho vào trận là đối thủ phải khóc thét trong tựa game Tứ Hoàng Huyền Thoại. Đầu tiên phải nói đến Vivi, cô công chúa xinh đẹp, nhân vật chủ chốt giúp tăng khả năng sinh tồn của bạn khi vượt ải khó với skill búp máu cho toàn đội. Và thật tuyệt khi bạn có thể nhận cô ấy hoàn toàn miễn phí khi tham gia trò chơi Tứ Hoàng Huyền Thoại. Tiếp theo là Shirahoshi, tướng được mệnh danh là khắc tinh của tử thần. Chỉ cần một khi đồng đội ngã xuống, cô ấy sẽ hồi sinh ngay đồng đội để tiếp tục chiến đấu. Dù là đồng đội có hẹo thì cô ấy cũng không từ bỏ đâu nha. Nói đến đây thì sao có thể bỏ qua người yêu của Luffy được? Đó chính là nữ hải tặc xinh đẹp và Hàn Cốc với tuyệt chiêu gây choáng đối thủ. Một khi dính skill thì chỉ còn nước nhỏ Luffy xin tha thôi đó. Ngoài ra game còn có hơn 1.000 nhân vật với thiết kế chuẩn One Piece cực ngầu, với mỗi nhân vật đều có vai trò riêng nên sẽ không có nhân vật nào bị phế đâu nhá. Cùng với một nền đồ họa sắc nét, âm thanh sống động, các loạt ảnh chuyển động mượt mà thì các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội nhận các tướng miễn phí này khi chơi tựa game Tứ Hoàng Huyền Thoại nha.